Minh Thư xin mến chào quý cô chú, anh chị, các bạn và các em. Món chả chay là một món ăn thơm ngon không thể thiếu trong những bữa cơm chay. Hôm nay, Minh Thư xin chia sẻ đến quý cô chú, anh chị một công thức và cách làm món chả cá chay nữa. Chả làm xong mềm, dẻo và chắc. Với công thức làm chả này, có thể đem đi luộc, hấp, chiên thì đều rất là ngon. Đem nấu các món nước như là bún, bánh canh, cho chả vào cùng nấu được luôn. Chả không bị nở hay là nhão. Xin mời mọi người hãy cùng tham khảo công thức và cách làm món chả cá chay này của Minh Thư nha. Đây là toàn bộ nguyên liệu của món ăn này. Minh Thư dùng ở đây là 800g đậu hũ. Thêm vào đó là 120g tàu hũ kỳ. Minh Thư dùng loại tươi nhưng mà Minh Thư đã luộc qua với rất là nhiều nước và ngâm cho nở. Sau đó là rửa sạch và sắc nhuyễn. Thêm vào 2 muỗng canh bột năng. Ở đây Minh Thư dùng là 3g rong biển tươi, ngâm cho nở rồi sắc cho nhuyễn. Thêm vào 1 muỗng canh tiêu. Rồi dùng thêm một ít muối hoặc là hạt nêm chay để cho vừa miệng hơn. Ở đây Minh Thư chuẩn bị một cái túi lọc thưa. Quý vị mình có thể là dùng một cái miếng vải thưa cũng được, miễn sao là nó sạch. Cho hết đậu hũ vào, rồi sau đó là vắt bớt nước ở trong đậu hũ ra. Làm chả cá mà để được dẻo chặt và chắc thì mình phải vắt cái phần nước ở trong đậu hũ ra, chứ để phần nước ở trong đậu hũ như vậy là rất là khó kết dính chả. Đậu hũ thì Minh Thư đã sơ chế, Minh Thư rửa sạch rồi luộc qua khoảng 2-3 lần với lại nước sôi đó. Sau đó là đem để như vậy, chèn một cái thớt lên để ép bớt nước ở trong đậu hũ ra rồi. Nhưng mà khi vắt ra thì đậu hũ vẫn còn rất là nhiều nước. Để làm được chả cá chay dẻo và chắc thì còn phải dùng đậu hũ cứng như vậy. Chứ dùng cái loại đậu hũ mềm thì làm chả cá nó sẽ không có dẻo, không có kết dính tốt với nhau. Còn nếu mà làm đậu hũ non thì mình không làm được luôn. Đậu hũ cứng thì sau khi mà vắt xong mình sẽ thu được rất là nhiều đậu và đậu nó khô ráo như vậy. Thì làm chả nó sẽ ngon, nó sẽ chắc đó quý vị. Minh Thư đã vắt xong 800g đậu hũ, giờ đánh cho nó tơi đậu hũ ra. Tiếp theo là Minh Thư sẽ cho cái phần tàu hũ kỳ Minh Thư đã băm nhỏ vào, sắc cho nó nhuyễn tàu hũ kỳ ra. Cho tiếp một nửa phần rong biển đã ngâm nở và sắc nhuyễn vào, chừa lại một nửa. Rồi lúc này thì Minh Thư sẽ nêm gia vị luôn. Gia vị thì mình nêm theo khẩu vị của mình. Ở đây Minh Thư dùng là 1 muỗng cà phê muối, quý vị mình có thể thay bằng hạt nêm. Nêm làm sao cho nó vừa hợp với lại khẩu vị của mình là được. Rồi Minh Thư trộn đều lên để tất cả được ngấm gia vị. Tiếp theo thì Minh Thư sẽ cho 2 muỗng canh bột năng lần lượt từ từ vào. Không có cho hết một lần, Minh Thư cho lần đầu tiên là khoảng 1 muỗng vào rồi trộn cho đều lên. Sau đó thì cho tiếp 1 muỗng canh bột năng còn lại vào. Cái lượng bột năng này tùy thuộc là cái đậu của mình mềm hay là nhão. Nếu mà quý vị mình dùng cái loại đậu nó không có được khô thì mình phải tăng thêm cái lượng bột năng lên. Còn ở đây cái loại đậu của Minh Thư dùng nó cứng khô cho nên chỉ dùng 2 muỗng là được rồi. Giờ thì Minh Thư sẽ mang chả đi quết giống như là mình quết chả cá mặn vậy đó. Quết mà càng kỹ thì chả mình nó sẽ càng dẻo ngon. Đây là cái công đoạn quyết định là chả của mình nó có dẻo chắc hay không nè. Quý vị mình không có thời gian á, có thể là thay cái công đoạn quết này bằng cách là mình mang đi xay cũng được. Xay thì nó sẽ nhanh hơn là Minh Thư quết bằng tay như vậy. Mọi người cũng xay cho nó thật là nhuyễn để cho những cái nguyên liệu của mình trộn đều vào với nhau. Đây, sau khi mà Minh Thư quết được khoảng 30 phút đó thì cái phần đậu hũ này nè nó đã rất là dẻo và nó rất nặng tay rồi. Không thể nào mình giả được nữa, như vậy là đạt. Và ở trong này cũng có một nửa cái phần rong biển mà hồi nãy Minh Thư cho vào quết cùng đó. Sau khi mà những cái nguyên liệu hòa quyện với nhau, rong biển đã nhuyễn ra rồi á, thì nó làm cho cái món đậu hũ của mình nó có một cái hương vị biển rất là thơm luôn. Giờ thì còn một nửa phần rong biển còn lại đó Minh Thư cho hết vào. Quý vị mình cũng có thể là mình cho hết cái phần rong biển vào mình xay cùng để cho cái món chả của mình nó thêm cái mùi vị biển nồng hơn. Rồi tiếp tục Minh Thư sẽ cho một muỗng canh tiêu vào. Chả cá thì còn phải có tiêu thì nó mới ra được cái hương vị chả cá. Và thêm cái phần rong biển nữa thì nó sẽ ra cái mùi vị biển rất là giống như là chả cá luôn. Minh Thư trộn nhanh tay một chút xíu, cho phần tiêu và rong biển được hòa trộn đều với lại phần chả của mình. Làm món chả cá chay này thì rất là đơn giản và dễ làm. Chỉ có lâu ở cái chỗ là mình quết nguyên liệu thôi. Quý vị mình cho vào máy xay thì nó sẽ xay nhanh hơn, nhưng mà xay từng phần thôi chứ mình xay nhiều một lần sợ là cái máy của mình nó xay không có hết.
sau khi chả đã trộn điều tiêu và rong biển rồi, giờ Minh Thư sẽ mang đi nặn tạo hình trước khi mình chế biến. Với công thức làm chả ngày hôm nay, Minh Thư sẽ chế biến thành món chả chiên, chả hấp, chả luộc để quý vị mình cùng xem luôn. Với cái phần chả luộc và chả chiên, Minh Thư sẽ vo thành từng viên tròn. Đây, Minh Thư sẽ dùng một nửa chả để mình làm chả luộc và chả chiên. Với chả chiên mình cũng có thể nặn thành từng miếng như vậy. Rồi với chả hấp thì Minh Thư sẽ dùng một cái khuôn, lót ở dưới lòng khuôn một lớp giấy nến rồi cho phần chả vào. Mình mà không có giấy nến thì có thể là quét một lớp dầu ăn mỏng rồi xếp chả vào trong khuôn. Dùng tay mình ấn một chút xíu để cho cái phần chả mình được chặt. Rồi mang đi hấp trong vòng khoảng 15 đến 20 phút thì chả nó sẽ chín. Ở đây là phần chả luộc mà Minh Thư luộc thử vài viên cho quý vị mình cùng xem nè. Chỉ còn là để nước sôi lên mình cho chả vào luộc. Khoảng 5 phút chả nó nổi lên trên mặt nước như vậy là chả đã chín rồi. Thì Minh Thư vớt ra, quý vị mình thấy là chả rất là dẻo và nó không có bị bể rời. Đây Minh Thư để sang đây nha. Tiếp theo thì Minh Thư sẽ cho một lượng dầu ăn vừa đủ vào. Rồi cho hết cái phần chả vào chiên. Ở đây thì Minh Thư nặn thành hai cái bánh chả để mình mang đi chiên. Rồi Minh Thư cũng có vo thành từng cái viên để mình làm chả viên chiên luôn. Với phần chả viên này quý vị có thể làm thành món chả cá viên chiên, dùng để ăn chơi hoặc là mình mang đi nấu bún, nấu bánh canh thì cũng rất là hợp, rất là ngon đó. Minh Thư cho hết chả vào chiên cho vàng đều các mặt nha quý vị. Khi mà chả đã vàng rồi đó thì Minh Thư chỉ cần trở mặt qua thôi. Không cần chiên ngập dầu đâu, chỉ chiên cho lượng dầu hơi nhiều một chút xíu và chiên ở lửa lớn một chút là cái món chả của mình nó sẽ không có bị ngậm dầu. Với công thức làm chả cá ngày hôm nay á, Minh Thư thấy rất là dễ thực hiện. Khi làm món chả cá chiên, chả cá hấp, chả cá luộc gì Minh Thư thấy cũng rất là dễ. Chả rất là chắc chắn, rất là dẻo dai, không có bị bể rời giống như là những cái công thức làm chả khác. Và khi chiên cái phần chả cá này á, Minh Thư thấy nó mang cái hương vị biển rất là đậm đà luôn đó quý vị. Hấp dẫn quá trời luôn. Khi mà chiên vàng hết rồi thì Minh Thư sẽ vớt ra nhé. Rồi đây là sau khi mà Minh Thư đã chế biến xong các món chả cá chiên, cá viên chiên, cá viên luộc, rồi chả cá hấp nữa. Cho quý vị mình cùng xem hết nè, những cái phần chả cá mà Minh Thư đã chế biến đây ha. Đây là chả cá luộc, chả cá rất là dẻo dai và chắc chắn. Còn đây là chả cá hấp, Minh Thư hấp được 15 phút là cái miếng chả của mình nó đã chín rồi. Để Minh Thư quay cho quý vị mình cùng xem thêm ở phía bên trong chả nè. Chả rất là chắc chắn và rất là dẻo dai luôn. Không có bị bể rồi, không có bị tách lớp. Với công thức và cách làm món chả cá chiên ngày hôm nay, quý vị hoàn toàn có thể chế biến thành món chả cá chiên, chả cá hấp, chả cá luộc. Chế biến thành kiểu nào thì món chả cá cũng sẽ rất là ngon, dẻo dai và rất là chắc chắn. Không có bị bể rời, không bị tách lớp, không bị nhão. Giờ thì cô chú anh chị có thể đem chả đi dùng ngay với lại muối tiêu chanh, muối ớt chanh, tương ớt. Hoặc là đem chế biến thành các món như là chả kho, bánh canh hoặc là bún thì cũng đều rất là ngon. Và món chả này nếu dùng không hết chúng ta có thể bảo quản ở trong ngăn đông của tủ lạnh. Khi dùng thì chỉ cần xả đông ra rồi chiên sơ lại với dầu ăn là có thể mang đi sử dụng ngay rồi. Vậy là Minh Thư đã thực hiện xong món chả cá chay ngày hôm nay rồi. Chúc quý vị và các bạn cũng thực hiện thành công và thật là ngon miệng với món chả cá chay này. Và nếu yêu mến những video của kênh, quý vị hãy nhớ là đăng ký kênh để đồng hành cùng Minh Thư mỗi ngày nha. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.